Bộ Công an mới đây hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng luật căn cước công dân sửa đổi để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức cá nhân. Trong đó có các đề xuất liên quan đến việc bổ sung ADN, giọng nói vào dữ liệu căn cước công dân. Theo đại diện Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, hiện nay các dữ liệu trong căn cước công dân của các quốc gia trên thế giới thì việc thu thập sinh trắc học, đặc biệt dữ liệu về ADN là rất quan trọng, nhất là với ngành y. Ngoài ra, hàng năm có nhiều nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông, đuối nước, không có giấy tờ tùy thân, nên không xác định được danh tính. Do vậy, việc đưa thông tin ADN vào dữ liệu căn cước công dân sẽ giúp cơ quan chức năng xác định được danh tính, người thân của nạn nhân một cách nhanh chóng. Việc bổ sung thông tin ADN vào dữ liệu căn cước công dân là rất có lợi cho người dân. Trong quá trình công an thu thập sẽ bảo mật thông tin về ADN, không bị lộ lọt thông tin. Hiện nay trong ngành y, khi người dân đi khám chữa bệnh thì thông tin ADN đã có nhưng chưa được luật hóa. Do vậy, Bộ Công an đề xuất đưa thông tin ADN vào luật căn cước công dân để đảm bảo quyền lợi ích của người dân.